Khó biết thì dễ, không biết thì khó lắm á. Em cho chú làm cái đường hỏi đó. Trồng cây đào này nó cũng mấy năm rồi, nhưng mà cây đào ấy thì nó rất dễ trồng, rồi sự phát triển của nó là rất tốt, nhưng mà khi mà làm trái thì nó hơi khó. Cái hiệu quả mô hình này thì dừng thấy rằng bởi vì mình làm kỹ thuật đó thì bán ra thị trường thì cái giá nó cũng hấp dẫn. Năm rồi khoảng cả ngàn trái, nhưng mà năm nay do thời tiết nó ảnh hưởng đó, mình làm bông nó không có đạt, nó chỉ năm nay chỉ được chừng hơn nửa thôi, có khoảng chừng 500 trái chứ không. Năm nay thì coi như là khách hàng quá, không họ không đủ cung ra thị trường. Bữa nó ra lá rồi chứ. Dạ, vậy được chứ ơi.